Thưa quý vị, đến nay Đà Nẵng đã trải qua hơn một tháng thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Trong khoảng thời gian này, ngành y tế và các địa phương đã triển khai 7 đợt xét nghiệm sàng lọc diện rộng, qua đó đã bóc tách F0 kịp thời, ngăn chặn dịch lây lan diện rộng. Ngày 17 tháng 9 vừa qua, phường Thuận Phước, quận Hải Châu đã tiến hành giãn dân tại kiệt 90 Đống Đa để ngăn chặn dịch lây lan. Thông qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình, địa phương đã phát hiện ra chùm ca bệnh 6 người tại hai gia đình sinh sống trong kiệt này. Phải đảm bảo tắc tuyên truyền người dân, ai ở đâu ở yên đó, chúng ta không có ra đường để giao lưu. Thứ hai nữa là phương án cung cấp lương thực thực phẩm cho các hộ dân ở trong khu vực này. Thứ ba đó là các hộ dân khu vực này phải đảm bảo được xét nghiệm toàn dân trong cái khu vực này, gồm có gần 300 khẩu với hơn 100 hộ. Đây là những cái phương án tôi cho là kịp thời để đảm bảo làm sao là không có cái lây chéo, lây nhiễm trong cái khu vực. Hơn một tháng siết chặt giãn cách, Đà Nẵng đã triển khai tổng thể các biện pháp y tế để kiểm soát các chuỗi lây nhiễm, ngăn chặn dịch lây lan. 7 đợt xét nghiệm sàng lọc diện rộng đã được tiến hành với hơn 2 triệu lượt người đã được lấy mẫu xét nghiệm ngay tại khu dân cư. Đối với bản thân gia đình chúng tôi thì luôn luôn chấp hành cái chủ trương xét nghiệm là một là trách nhiệm, hai là để giữ cho bản thân gia đình mình có cái an toàn tuyệt đối về cái chuyện dịch bệnh cũng như là cộng đồng. Cho nên gia đình chúng tôi là phải tuân thủ mọi cái chấp hành của địa phương. Thì làm xét nghiệm thứ 5 và thứ 6 thì xét nghiệm là phát hiện ra 2 cái chùm nghi ngờ. Thì qua đó thì cũng đã tiến hành test nhanh và xét nghiệm PCR thì phát hiện được 10 F0. Thì đối với cái việc xét nghiệm này cũng là cái việc hết sức là cần thiết và rất là quan trọng. Qua đó thì cũng nhằm góp phần là bóc tách các cái F0 ra khỏi cộng đồng. Và chỉ có làm như vậy thì mới phát hiện được các F0, mới ngăn chặn được cái sự lây lan của các F0 trong cái cộng đồng. Qua 7 đợt xét nghiệm sàng lọc, đã có hơn 400 F0 được bóc tách kịp thời ra khỏi cộng đồng. Và tín hiệu tích cực là sau mỗi đợt xét nghiệm thì số ca bệnh phát hiện giảm dần và đến nay thành phố Đà Nẵng đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Căn cứ thực tế diễn biến dịch thì ngành y tế sẽ tiếp tục có kế hoạch xét nghiệm phù hợp ngăn chặn dịch bùng phát trở lại.